Vào hồi 16 giờ 25 phút ngày 6 tháng 8, tại khu vực Bản Đề Bua, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, Tổ công tác của đồn biên phòng Sifa Phìn và phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên bắt giữ hai đối tượng là Lù Văn Võ, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại Bản An, xã Mường Khoa, huyện Tân Yên và Lò Văn Ngân, sinh năm 1992, trú ở Bản Nà Hiền, xã Nà Tâm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận đã chung tiền sang tỉnh Điện Biên mua ma túy của một đối tượng chưa rõ danh tính để mang về tỉnh Lai Châu tiêu thụ. Khi mang ma túy đến địa điểm trên thì bị bộ đội biên phòng Điện Biên bắt giữ, tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin, một xe máy, hai điện thoại di động và hơn 5 triệu đồng. Đồn biên phòng Sifa Phìn đang phối hợp với các lực lượng tiến hành mở rộng điều tra và hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố hai đối tượng theo quy định của pháp luật.